Hình ảnh 800 công dân Hà Tĩnh dắt díu nhau trở về quê nhà từ tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người xúc động. Chuyến tàu là chuyến đi miễn phí của Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh phối hợp với ga Sài Gòn để đưa công dân trở về nhà sau thời gian dài mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đa phần người dân đều là công nhân, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ sáng sớm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng nhiều cán bộ phụ trách đã có mặt từ sớm để đưa công dân về cách ly tại quê hương. Dù hiện nay Hà Tĩnh vẫn đang phải điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, nhưng với tinh thần không để ai ở lại phía sau, Hà Tĩnh mong muốn những chuyến tàu yêu thương sẽ giảm tải gánh nặng cho thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến căng thẳng.